28 hơn 9, 19 30 đừng dừng rồi, để coi lập kỷ lục thế giới là được bao nhiêu. Tại vì thế giới ta chưa có ai mà được như vậy luôn á. Thôi cố lên ông sao, cố lên cho 3 phút 4 phút luôn. Hello, xin chào cả nhà nha. Cả nhà thấy trên tay mình không, cái đồng hồ bấm giờ thì ngày hôm nay mình sẽ thử lực của mấy anh em trong team, với là ở ngoài này có ai muốn chơi thì mình có thể là góp phần vô chơi cho vui luôn. Thì bây giờ mình sẽ chơi cái trò chơi thử thách đu xà 150 giây nha cả nhà, chỉ cần đu thôi đó, mà ai mà được đạt 150 giây á là được một xỉ. Đu 2 phút rưỡi anh không có cần biết, là 2 phút 150 giây là nhiêu ta, 2 phút rưỡi hả? Cầm liên không chơi em đó. Trời rồi ăn bánh mì đó thì mình cứ là nhảy lên nhà đây đu về vịnh về bà nè, được 150 giây buông xuống lụm xỉ. Ok. À, bữa nay là công thức kiwi chơi lớn nha cả nhà. Vậy cho bạn bạn ý chơi trước đi. Cái gì? Đâu ý hả? Rồi nhảy lên xà coi. Leo bên kia kìa, leo qua cái cây kia kìa. Không. Bây giờ như ý là có thể là cho bắt ghế vậy, dạng như bị treo cổ vậy đó. Rút cái ghế rồi Vinh vậy. Tới. Thấy không? Cố lên. Nè. Rồi chưa? Bấm giờ nha. Rồi bấm giờ nha. Ai cũng có quyền chơi cho nó, mỗi người được một cái cơ hội chơi, rồi chưa? Rồi bắt đầu. Ừ. Rồi chưa? Rồi để ghế cho em đứng nha. Một, hai, ba, rút gò lên. Rồi, thợ chơi không? Mất 3-4 giây của người ta rồi, sao? 150 giây thôi. Cố lên. 8 giây rồi. Cố lên. Ơi, cái này dân mấy dân nắng banh rất là nhiều. Chế cảnh giác được, 15. 15 rồi, 15 rồi. 16, nè Liên Hô cầm giờ nha, coi nha. 19 rồi, 20. Cố lên. Thấy đơn giản mà đâu có gì khó rồi đâu. Cố lên ý ơi, cố lên. Đừng, em đừng có nhúc nhích. Em đưa tiền. Đây. Cố lên. Đây lụm xỉ. 30, 31. Treo cổ vậy. Cố lên. Khùng, cái này treo tay, treo cổ vậy. Đừng có nhúc nhích nha, nhúc nhích là càng ngáy. Nhúc nhích đó là gió thổi là nó bị ôi, cái này dễ mà. À. Cố lên. Đừng có nhìn. Đừng có nhìn. Nhiêu bao nhiêu giây, 49. 49 giây rồi, trời còn có 100 giây nữa à. Sao vậy? Rồi, dư ý được 56 giây nha cả nhà. 56 giây. Rồi. Đi. Rồi, người tiếp theo ai bước vô. Kệ tửng kìa, cho. Tửng, vô tửng. Luôn tửng, lượm 100 ngàn. 1 phút rưỡi quá. Ừ. Trời, đàn ông trai gì đâu, thằng tửng mới mạnh. Nhảy lên là bắt tay nha. Cố lên tửng. 2. 3. Rồi, bấm giờ nha. Trời, có 150 giây à. Ai cũng có thể chơi được vậy. Ai bị mày cương đưa kìa. Đúng đưa. Dính mày lại. Ừ. Trời, đắc quỷ thằng ơi. Buông ra đây. Ừ. Tao không chọc ép mày đâu. Kéo mày xuống. Ngu, mày càng làm gì là cái tay mày nặng nó chịu xuống á. Ôi, mạnh vậy. Ghê vậy. Dán rồi, 150 giây. Gần hỏi không? Ừ. Chết rồi trời, dễ quá vậy. Ê. Có quyền. Ghê vậy. Chết rồi. Chạy gò đương 100 ngàn trước đi. 40 giây à. Rồi đang thích đất rồi đó nữa. Ơi chơi Giang. Ơi ở Vĩnh Long Quang. Anh Giang nha. Ta đu xà kìa. Đúng rồi. Có quyền chở. 51. Cố lên. Cố lên. Mấy giây? Nói 58 mà. Cố lên. Được phút rồi. Ừ. Một phút rồi, cố lên. Rồi. Cố lên. Thử ai bữa nay là ai mà được lâu nhất. Như ý nãy được 51 giây phải không? Đúng rồi. Nhớ nha. Rồi. Nhớ 51 nha. Máu nó dồn xuống giò rồi. Giữ ta, hay ta. Nghe nè. Nhiêu rồi. Được phút mấy luôn. Được phút mấy rồi. Sắp được rồi. Ghê rồi. Giữ. Cố lên. 150 giây. Cố lên. Sao mà nó bỏ dư đi. Tại cái này là thử thách là như là người ta gọi là thể lực của anh em trong công nhóm thôi. Rồi, gần được rồi. Gần rồi. Gần 2 phút rồi. Sao vậy? 1 phút 42 giây. Chọc cái tay nó. Đâu cho em coi. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Trời ơi, còn chút xíu nữa được rồi. Đúng rồi, đơn giản nhưng biết. Đặt lại. Kệ Phạm kia chứ, rồi. Vô luôn. Thử ơi. Phạm hả? Mọc quá sập không trời. Rồi nè. Đúng mớm mới vậy nè. Cố lên. 1, 2, 3. Rồi bấm giờ nè nha. Ai mớm vậy? Ừ.
đừng có đung đưa, đung đưa. Đưa đung đưa. Đưa xin, đưa xin xin. Không thằng tưởng coi chừng được á, tại nãy láo hết đất mày. Đúng rồi ngu. Cố lên, 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 cố lên. Thôi không chơi gian, chơi gian là thua. Trời ơi, 19 nha. Bình thường mà phải không? Được mà phải không? Quẹt cái đầu cái nó nhọc. Cố lên, cố lên. Bình thường ai dám ai vô chơi được, em cầu được là nhận sỉ liền à. Cố lên, cố lên. Bữa nay thử thách nguyên sân banh luôn á. Tại ơi, Hàm ơi. Thương ý đó. 15 giây thua ý. 36 à, thương ý. 36 giây, 39 à. Không biết gì trơn. Rồi. Vô làm cặp được không? Hả? Sao cũng được, bấm lượt. Rồi, ok, cho luôn. Dữ dữ vậy sao? Rồi. Chồng chưa? Nhảy lên là 1, 2, 3. Rồi. Rồi, dữ ok, dữ. Một cặp một lượt luôn. Ông này ớt. Trời, trời. Mày đu vậy đi. Mày đu lên chơi vậy. Con giờ đúng đắt luôn. Ôi trời 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 đâu vậy? Rồi, không có chi không, có chi không? Cố lên, cố lên. Ờ đúng rồi. Liên Ngô đứng đây nè, Liên Ngô canh nè, Liên Ngô ơi. Nè nè, cầm đồng hồ, cầm đồng hồ. Rồi, ok. Lấy hình ảnh luôn lên đây. Chứ vậy? Đau tay. Không, bên đây chắc được nè. Đúng rồi. Không, bên kia đi chanh chết rồi luôn á. Rồi 50 giây còn trời giây gì 42 43 rồi giữ vậy cố lên cố lên dám còn 100 giây nữa thôi trời ơi 48 49 bữa nay ai vô đánh banh đều có thể là thử 51, sức được hết trơn nha 52 53 55 cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên 1 phút rồi 1 phút rồi giữ gì sao giữ gì sao ừ lắm rồi mặt tỉnh queo ồ ơi trời ghê vậy ừ được rồi nhìn cái hoa kìa nghiêm dễ sợ không rồi rồi đi một người còn một người cố lên một phút mấy rồi phút 25 rồi 26 rồi chắc mình đây được tên gì vậy anh tên gì vậy trời mũi cáo sợ đẹp trai sợ không có chọc đâu trời ủa 36 rồi giữ ta cái này anh này có tập thể dục đúng rồi tập thể dục à, một hồi á là cái người nào á à, nếu mà ai mà đạt được rồi trời ơi gần 2 phút rồi ghê trời 49 này nghe 50 ghê rồi cố lên cố lên cố lên cố lên 54 56 56 57 58 59 2 phút rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 cố lên 11 12 13 14 15 nếu có được thì mình hết mình thử ai đu được 17 ăn lập kỷ lực thế giới luôn 18 19 20 21 22 mình đu luôn thử coi đu được bao lâu nha 26 27 28 29 30 đừng dừng đừng dừng nãy nói lập kỷ lực thế giới là được bao nhiêu tại vì thế giới người ta chưa có ai mà được như vậy luôn á thôi cố lên ông sao cố lên cố lên cố lên cho 3 phút 4 phút luôn công nhận này gì chứng tỏ là cái tập thể dục nè trời ơi trời ơi trời ơi ai gán gán ơi thử ơi mình sẽ lập kỷ lực thế giới nè qua hả 3 phút thôi không mà mình thử ơi mình được bao lâu quá đặng mình lập kỷ lực thế giới còn nổi không còn chịu đựng được không ba nếu mà gấp đôi á sẽ được gấp đôi tiền đúng rồi đúng rồi chuyện được gấp đôi được gấp đôi tiền luôn còn 2 phút nữa rồi dân 3 phút 08 giây nha hả quá trời đỉnh luôn rồi bác sĩ hả rồi rồi qua đây nè qua đây nè qua đây nè qua đây nè hơi rồi rồi nó xấu đun trời còn ai nữa không ai vô chơi nữa không dễ sợ chưa ơi ơi còn ai nữa không vô lượt luôn ừ rồi bắt ghế phòng phòng bắt ghế phòng mày rảnh quá chưa à rồi cút ghế vô không hỗ trợ bồ ừ bắt đầu lại phải không bấm ra đi nè đặt lại nè nè bây giờ không không nè điểm 1 2 3 chị để cút ghế ngang nha 2 thằng ấy coi chân lên nha 3 cái gì mà bà hỏi trời ơi cái chân nó kìa coi coi nó coi có chạm chân không nha ok ok
Ừ. Kê. Trời ơi. Rồi. Trời ơi, thôi kìa anh chị em khúc vậy. Đây, Liên Hôn nè. Chạm cái chân là thua. Ừ. À, kỷ lục thế giới của năm nay là được tới 3 phút là 08 giây lần đó nha. Ừ. Ôi ôi, cái chân kìa móng đuối kìa. Thấy không? Thôi được rồi, chồng ra bà Ly ơi. Rồi ông Phong sao rồi? Mặt tính của em quá. Trời ơi. Chân gì lông không gì cho nổi. À, đây là Phong Liệu được 30 giây rồi. Chết rồi trời. Ông sao? Có dạ. Chính tỏ là không có tập thể dục nè. Nhìn đi rồi mình sẽ lấy tiền. Đây. Cho nhìn giờ nè. 50 giây. Rồi còn 100 phút nữa. Cố lên Phong ơi. Rồi đây sao rồi? Lấy gì xị đi. Không sao cố rồi, 1 phút rồi. Cao dữ trời. Hỏi chút xíu xíu. Rồi. Cố lên. 1 phút rưỡi rồi, còn 1 phút nữa. Hay quá ta. Còn 1 phút nữa Phong ơi. Cố lên Phong Liệu, cố lên. À, 1 phút rưỡi rồi, còn 1 phút nữa. Chết rồi. Cùng mày cái tay cũng hết rồi. Rồi. Cố lên, cố. Rồi, không được rồi. Còn bên đây. Cố lên. Không được phút rưỡi. Rung dữ vậy. Có sao không? Nhắn này còn có 30 giây nữa à? 30 giây nữa à? Cố lên. Cố lên. Cố lên. Nó mới rồi. Còn 40 giây. 40 giây nữa. Cố lên. Trời ơi. Rồi còn 30 giây nè, cho sửa tay được mà. Bây giờ rồi. Trời 30 giây đúng là điểm ngược nè. 1 2 3 4 5 6. Nghĩ sao vậy? Nó nặng quá sửa không nổi. 9 10 10 11 12 13 14. Trời ơi. Còn có mười mấy giây nữa mà không được. Gắt tiếc cho bạn. 15 giây nữa. Còn có 15 giây nữa. Dạ. Nhắc tiếc luôn á trời, chút xíu nè. Còn có 16 ai giây. Ai vô chơi nữa không? Một. Đau quá trời hả? À, 150 giây. À, nhận 100 ngàn có ai nữa không? Có ai nữa không? Ai lên đuôi với chúng Liên Hôn nè. Trời ơi, chơi luôn nè. Nếu mà ai thắng Liên Hôn được 100 ngàn. Ê, trời ơi. Gì vậy? Em chơi. Gì vậy? Sao nhiều người chơi với Liên Hôn? Người ta khinh thường nó vậy? Không biết gì luôn. Thôi, cái mấy người mới chơi hồi nãy nè, chứ mấy người mới sao chơi lại? Đúng rồi. Cái người chơi nãy nè, cái người mới là chơi không lại đâu. Không, bây giờ vậy nè. Bây giờ mấy anh em bây giờ đu cùng với Liên Hôn. Ví dụ mà Liên Hôn gớt trước ha, mấy anh em người nào còn lại á thì được 100 ngàn. Ok, một người là người cuối cùng nha. Người cuối cùng còn lại là người không? Cuối cùng còn lại là 100 ngàn. Ừ. Chia nhau. Đúng rồi. Giữ gì sao? Ừ. Rồi, mấy người chơi 1 2 3 người. Hả? Thôi. Thắng rồi không chơi nữa. Ừ. Người mới hồi nãy thua thôi. Hả? Ba người nè. Ừ. Ăn này lượt mới. Hả? Thôi ăn này không có được. Mới không có được. Mới thì 150 giây. Người 50. Ừ. Rồi, ok. Chơi luôn không? Chưa. Ê! Hỗ trợ rút ghế. Mang từ cái ghế này chưa có tới. Ừ. Rồi, Phạm rút ghế nha. Đây coi để coi là Liên Hôn có thắng được hai bạn nào không nè. Gì nè, bên gì nè. Ờ gì đâu đó. Không, phải vịn như ông Phong vậy nè. Vịn á. Ừ. Ha, qua đây nè, nhảy lên. Chân. Ừ. Rồi đưa ta lên nè. 1 2 3 bắt đầu. Đó, rồi. Thử ơi, hai nam thử ơi đấu lại nữ không nha. Chắc thua rồi, hai nam thua. Trời. Vậy hả? Ông Phong chắc rồi nữa rồi. Ừ. Rồi, người nắm chọc. Cười đi trời. Cười đi trời. Đấy rồi. Tấu hại đi.
không? Có 40 giây à. Xong rồi, xong rồi. Có tiền nghe anh em. Trời ơi, tưởng ăn được thắng bên kia. Trời nghĩ sao vậy? Đã nói không chơi cờ bạc. Nè nè, cầm 100.000 trao cho hai người đi. Đây à, gửi cho hai bên này à, một xị nữa nha. À, còn ai nữa, 150 giây. Không được, không được. Thôi thôi trò chơi mình kết thúc nha. Mình có trò chơi gì nữa này, sẽ quay cho cả nhà xem. Mời đi. Lượt sau đi sẽ có trò chơi rất là hay luôn. Thôi bye bye nha. Bye bye cả nhà các ơi. Bye bye.